Mẹ có quà cho con này. Có biết là cái gì không? Quà. Tên. Đây chính là một chiếc mũ bảo hiểm để Boca đi xe máy sẽ an toàn hơn. Ôi, rộng quá rồi. Rộng thế này á? Rộng không thấy cả mắt nữa rồi. Làm sao được nhỉ? Chân mũ này bị rộng quá rồi Boca nào. Mẹ xem nào. Mẹ tìm cách mẹ sửa cho nó vừa với cả đầu của Boca nhá. Đầu Boca bé quá này, Boca phải lớn nhanh lên. Để mẹ xem rộng nhiều không thì mẹ sửa lại cho Boca nhá. Ui rộng quá đi, chẳng thấy gì cả. Qua em cũng không rộng này, rộng nhiều quá. Mình phải lấy mẹ sửa cho Boca nhá. Đi, mình ra ngoài kia. Ra máy mày. Mẹ sẽ biến thôi á, để Boca đội vừa ngủ nha. Mẹ đo vòng mũ xem bao nhiêu nhá. Ở nhà chuối hả? Mẹ xem đầu Boca nào. Lòng mũ 28 mà vòng đầu của Boca 22 thôi. Là bị rộng 6 cm. Mẹ thích nha, mẹ xem đường cái gì thích đậm nào. Cái này ngắn lắm, mất rồi. Này ngắn quá. Không, đây, để mẹ làm. Mẹ sửa mũ cho Boca. À, cái này vừa này. À, cái này vừa này Boca này. Mẹ xem nào. Ý. Boca buồn ngủ à. Kìa. Yeah. Ngủ gà ta. Nằm đây. Đây này nằm nhá. Ngủ gật ra đây gió mát đúng không? Đây. À, làm cái này lúc dậy là nhìn thấy mình luôn đúng không?
Ra giật mình à? Con hú đi. Buka cái tôi thấy con hú buồn cười đấy. Buka lại đây. Mẹ sắp vào trong mũi Buka rồi. Buka sắp có bộ bảo hiểm đẹp. Mẹ thử xem nào. Mẹ đây lại xem. Đấy, vừa xinh lại còn vừa êm nhỉ. Dính vào được ra nha. Sắp xong rồi Buka. Còn tò mò hả? Ôi Buka. Ý xin lắm. Buka đấy. Im. Im tay. Không, không được ạ. Nhưng mà cái dây vẫn bị dài. Cái dây dài quá. Mẹ phải cắt bớt dây đi một lúc, một ít nữa. Không nhìn có mẹ đâu nhá. Con nghe thấy tiếng động hả? Thank you.
Nào. Quá hoàn hảo. Ê, vừa nhá. Xinh. Buka đội mũ xinh quá. Mẹ cho Buka đi chơi nhá. Đi. Đi nào. Chiu.